Hello, xin chào mừng anh em quay trở lại với Moon Toy Station. Ngày hôm nay chúng ta sẽ unbox tiếp tục là một series về Zoro bất tận. 5 mô hình VFCF về Zoro mà mình đã sưu tập và để dành từ rất là lâu rồi anh em biết đấy. Để mà mua được những cái mô hình riêng và lẻ về Zoro như này không hề dễ một chút nào. Mua lẻ, mua riêng này, mua riêng, mua riêng, mua riêng. Và tổng giá trị của 5 cái em này đâu đó phải khoảng bao nhiêu cũng không nhớ nữa. What the hell? Nhưng mà bây giờ đặc biệt hơn, chúng ta sẽ có một sự trợ giúp của trợ lý. Trợ lý đâu? Hello này. Hello. Sẽ có Zoro của dòng Wano Kuni Style 1. Đây là dòng mới nhất. Mới nhất thì phải. Ừ. Và tạo hình Zoro chúng ta ở ngoài bìa là tạo hình ninja mà cầm cái vũ khí gì mình không rõ nữa. Thử mở ra xem nào. Nào, mở đi. Luôn. Em Wano Kuni Style này có giá thị trường khoảng 200k anh em nhé. Thường thì nếu mà đi cùng với một volume á, thì cái giá cho mỗi volume khoảng xấp xỉ từ 900k đến 1 triệu. Tùy vào giá trị mà cái thời điểm mà nó ra. Có những cái volume mà ra từ lâu rồi thì giá nó sẽ cao hơn một chút do độ hiếm chẳng hạn. Ví dụ như đây, cái vôn này. Đây là mô hình Zoro của cái vôn set kỷ niệm 20 năm này. Cái set này cực kỳ đắt luôn. Và riêng Zoro của set này có giá thị trường vào khoảng 500k rồi anh em nhá. Còn hiện tại ấy, nếu mà anh em sưu tập đủ được một cái full cái set này ấy, thì nó vài củ là chuyện bình thường. Dã man luôn. Đâu rồi, Zoro ninja của tôi đâu. Đây. Đây là một tạo hình rất là đặc biệt, độc đáo. Tại vì kiểu tóc được búi tó củ hành luôn. Anh em thấy là đây thì chúng ta có Zoro cầm một cái lưỡi hái kèm với cái xích. Cái vũ khí này nó có tên riêng của Nhật cơ nhưng mình không nhớ là cái gì luôn. Đây là một tạo hình khá là lạ, độc. Nó khác xa với những cái bộ quần áo mà anh em thường thấy. Cho nên ok, rất ổn để anh em sưu tập trong bộ sưu tập của mình. Rồi, tiếp theo, mô hình tiếp theo là Zoro Stampede. Đây, chọn cái vol 2 của nó có những nhân vật này. Và Zoro của chúng ta thì ở đây mang số 07. Và giá thị trường của em cũng tem vàng nhá. Khoảng 200k nhé. Mời trợ lý bóc. Ờ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Chia làm 6 khoang luôn. Một khoang chứa cái đế. Mỗi một khoang chứa một cái kiếm. Một khoang chứa cái trống. Và một khoang thì chứa nhân vật không. Ôi ôi, bộ quần áo trông buồn cười nhỉ. Quần áo liền thân này. Quần áo đi sửa cống. Ờ, giống bộ quần áo công nhân vãi. Nhìn đằng sau thì logo katana đẹp. Nhưng mà nhìn đằng trước trông buồn cười vãi. Nhìn biến thái nhỉ. Lắp vào đi xem nào. Ba kiếm luôn. Rồi sau khi lắp xong thì đây cũng là một cái mẫu rất là ổn. Có đủ 3 thanh kiếm này. VFCF là một cái dòng tuy là cái size nó nhỏ nhưng chất lượng hoàn thiện thì rất là chi tiết. Bộ mặt cao có. Trang phục ở trong movie Stampede đủ 3 thanh kiếm. 3 thanh kiếm này lấy riêng được ra luôn nhá. Anh em không thích chung kiếm thì bỏ ra, hoàn toàn có thể. Rồi. Một Zoro rất ngầu. Trong cái movie này thì anh cũng rất ngầu luôn. Rồi, để tạm ra kia. Đây là set đây là anh em nhìn chữ VKG, viết tắt của Worst Generation, tức là thế hệ tồi tệ. Thì cái volume này nói về 6 cái thanh niên thuộc thế hệ tồi tệ trừ Luffy ra ở đây này. Và Zoro là người đầu tiên của cái vol đấy, vol 1. Nói riêng về cái em này thì mình đã từng mua cũ một em nhưng mà do lúc unbox cái kiếm ngậm ở mồm rơi đâu mất nên là mình mua lại một em mới sưu tập. Giá trị của em này khoảng 250 cho đến 300k. Rồi, mời bóc.
xem lại cái hộp phát nào. Hộp rất mới, tem vàng. Cái set này hiện tại cũng rất là đắt. Có Zoro này, có Kid này, Law này, thanh niên Killer này, Apu này và Basil. What Generation nha. Đây này. Toàn bộ cái figure nó như này. Ngày xưa lúc mình mua cũ em này ấy, thì lúc mình unbox ra ấy, mình không nghĩ là có cái kiếm ở mồm như này. Đấy, và sau khi unbox xong ấy thì mình vứt toàn bộ những cái gì ở trong cái gói đi. Thế là sau khi tìm hiểu thì mới biết là toàn bộ cái fix này là hình như có một cái kiếm ở mồm nữa. Như thế này. Đấy. Nhìn chung thì em này nó hơi cúi gằm mặt về phía trước đây, nhìn này. Dáng trông nó tù bần bần tù bần bần tù bần cùng bần bần tù bù. Nhưng mà đây, nhìn từ góc từ dưới lên thì vẫn đẹp, vẫn ổn. Trông khá là nhỏ so với những em cùng dòng nhỉ. Thấp hơn đúng không? Thấp hơn. Tiếp theo là một Zoro. Đây là dòng Zoro Strong War. Nhưng mà đây là dòng gọi là gì nhỉ? Tái bản thôi, chứ không phải là Strong War thật sự từ xuất bản năm 2009. Cái dòng này thì có tên là Treasure Rely ấy. Mới xuất bản như cách đây 1-2 năm gì đó thôi. Rồi, thì chúng ta mở luôn ra xem nhá. Tem vàng này. Có một vài con fix thì xuất bản từ rất lâu rồi và sau đó họ chọn ra là để tái bản. Thì về vấn đề tái bản ấy thì một vài fix thì nó không được bằng fix cũ, còn một vài con thì có vẻ là hơn. Thường anh em sưu tập thì vẫn thích là những con cổ hơn, vì cái nước sơn nó trông là chất hơn là bây giờ. Lắp ra xem. Tạo hình của Zoro ở đây là tạo hình trong movie Strong Bone. Mặc bộ sui đen. Chỉ có chốt chân thôi à? Ngon. Trông ngầu đét. Xem nào. Nhưng mà tóc thì không buồn cười. Đâu? Tóc ngày xưa cái mẫu nó thế. Cái mẫu nguyên bản này ngày xưa nó từ 2009 thì phải, 2010. Trông như đất lạ. Tạo hình gọi nói là tạo hình cổ luôn. Và họ làm lại y nguyên như vậy, không thay đổi gì cả. Kiếm ở đây là kiếm liền luôn à? Liền. Một khối. Súng này cũng là súng liền à? Ừ. Rồi, ok. Đẹp. Cứ Zoro là tôi khen đẹp anh em ạ. Nani? Ừ. Kiếm cong, kiếm thế. Kiếm thì nó là nhựa mềm, phải cong thôi. Tránh gãy ghiếc các kiểu. Cuối cùng là em Zoro hot nhất mà mình săn. Về em này thì mình cũng phải săn tận bên Nhật. Giá của những cái dòng nào mà thuộc cái bản kỷ niệm 20 năm Limited này, anh em nhìn cái chữ Limited này, thì là nó đắt và nó hot dã man luôn. Nhưng mà tôi... Mình có nên chính tay unbox nhỉ? Thôi unbox đi, unbox nó đi. Chưa cắt ni lông luôn, mình còn chưa kiểm tra bên trong luôn. Mới có luôn. Okay. Lui đây. Đắt quá sợ. Đây xem nào. Đây là như kiểu ấy rồi ấy. Ừ. Như kiểu đã mở ra rồi. Thế thì cứ lắp vào xem nào. Lừa. Thế thì đây là hàng cũ à? Xem nào.
Mẻ ni lông dán lại đúng không? Đúng rồi, hàng cũ. Để xem soi xem có vấn đề gì không. Anh đã bị đổ. Thế nào? Ở đây có vết keo à? Keo ở trên... Nhưng mà nhìn chung thì chưa thấy lỗi gì đáng kể lắm. Đế thì hơi bụi bụi chút này. Mặt, mặt, cười. Mặt thì hơi cao cao tí. Nhưng mà cứ anh em cứ nhìn thấy cái bộ áo choàng kỷ niệm 20 năm này thì biết là độ sang chảnh của nó như nào. Bất kể các dòng nào từ WCF hay là những cái dòng lớn đi nữa thì những cái tạo hình của cái set kỷ niệm 20 năm này luôn là những cái bộ còn đắt và nó hot dã man. Hãy tự hào khi anh em sở hữu được một trong những cái em figure mà thuộc set kỷ niệm 20 năm như này. Rồi vậy là chúng ta đã vừa unbox và trên tay rất nhanh 5 cái mô hình WCF về Zoro. Rất là buồn vì mình cứ nghĩ 5 mô hình này mình mua mới hoàn toàn. Hóa ra chỉ có 1, 2, 3, 4 là mới. Còn đúng cái con mà mình không kiểm tra bên trong ấy thì nó lại là hàng cũ anh em ạ. Nope. Nhưng mà không sao, rất là may mắn vì mình đã không bán lại cái em này. Chứ không nếu bán lại mình thành lừa đảo mất. Và do chính tay mình unbox nên bây giờ nó là hàng cũ thì thôi, cũng không vấn đề gì cả. Mình vẫn rất là vui vì nhìn em nó vẫn rất là đẹp. Đây. Giá trị rất cao luôn. Luôn luôn là cao nhất trong những bộ sưu tập. Mình rất thích em này. Ê, anh em thấy sao? Anh em thấy mô hình nào là đẹp nhất thì comment cho mình biết. Và trong thời gian sắp tới thì mình sẽ lên clip về chọn bộ WCF mô hình Zoro cho anh em xem. Hiện tại thì mình đã có gần đủ full bộ rồi. 5 cái em hôm nay chỉ là một phần rất nhỏ trong bộ sưu tập WCF của mình mà thôi. Thế thì mình sẽ cố gắng gửi tới anh em video clip về chọn bộ đấy trong thời gian sắp tới nhá. Hãy ấn like, subscribe và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những clip sắp tới. Bye!